vì tôm này thanh niên. Ừ. Còn Duy thích ăn lắm mà, hả bố đút cho. Ăn đi. Mẹ thương. Ăn không? Ăn, không ăn cho Danh ăn này. Cho Danh ăn nhá. Cho Danh ăn nhá. Ăn đi. Mẹ thương. Duy thích ăn lắm mà, há mồm nhá, bố cho. Há mồm, há mồm. Nào, ông tươi tỉnh cái mặt lên nào. Ngứa cả mặt. Khổ quá, ông ngứa thì ông cứ gãi. Miễn là ông đừng có làm cho mất cái không khí vui vẻ là được. Đi. Để lắm đấy nhá. Vâng, tôi biết rồi. Đi. Há mồm ra. Sao đi? Nhanh mồm cho Danh ăn. Xong chưa các con? Cho Danh ăn nhá. Dạ rồi, cho nè. Lấy về cho bố đi nhá. Con. Mời bố Danh ăn nhá. Cô bà ra rồi. Nào, ăn đi. Ồ. Cho Danh ăn này. Cô Long sao thế con? Trời ơi, sao mặt mũi bí xị ra thế? Đang buồn ngủ ạ. Nào, đàn ông đàn an động tí dỗi tươi cái mặt lên. Ông bà mắng cho bây giờ. Bố từ bể bố quên ở cổng trường đến tối xem. Nếu mà con bị bắt cóc thì sao? Quên à? Tôi chết. Thôi thôi thì bố mẹ bận. Hôm nay bố mẹ bận, bố mẹ nhớ một hôm. Không phải một hôm đâu, là mà rất nhiều hôm rồi. Hả? Nhiều lần rồi. Ôi, chết. Long nói bà nghe xem nào. Bố mẹ con bảo là không được nói cho ai biết thôi. À, là bảo con giấu mọi người đúng không? Đúng. Bố từng che giấu đúng không? Ghê thật, ghê thật. Thôi chết. Thế là bố mẹ đã quên đón con rất nhiều lần rồi đúng không? Đúng đấy bà. Không thì bảo. Bảo là đưa con đi sinh nhật bạn đúng không? Đúng. À rồi, xong rồi. Không thì bảo. Bảo là đưa con đi học thêm đúng không? Đúng. Xong rồi còn bảo đưa con đi chơi. Đúng. Hóa là đúng. Hả? Chính xác. Không phải, thế là không phải hả con? Không phải, tất cả là quên đón con cả thôi. Ôi, này rồi, Danh ơi, bạn thân của Long à? Sai quá sai rồi anh ơi. Ừ thế chứ. Khổ thân cháu tôi. Mai bố đền cho con người nhận mới nhá. Thôi, bố xuống ăn đi. Bố đi uống bia, quên đón cháu. Mẹ cháu thì đi làm móng, quên đón cháu. Bố cháu đi cắt tóc, quên đón cháu. Mẹ cháu thì đi uống cà phê, quên đón cháu. Tất cả là quên đón cháu thôi. Thế là anh chị chăm sóc con cái như thế đấy phải không? Chỉ có hai lần thôi bố. Nói quá lên ông thôi, mọi người ăn đi. Ăn uống cái gì? Mời anh chị đứng dậy. Thôi, ăn đi cùng nó nát hết rau. Đứng lên. Nghe lời bố, đứng lên nào. Bố bảo đứng lên. Đứng lên đi anh ơi, đứng lên đi anh ơi. Này, trước mặt Long. Thế nào, Long? Xin lỗi con. Mày. Gì? Đúng rồi. Hợp lý. Xin lỗi con. Phải xin lỗi Long đi. Rồi, giây phút lịch sử này. Mẹ xin lỗi con. Lần sau như thế nữa. Lần sau mẹ không như thế nữa. Thôi lần sau không như thế nữa. Thôi ngồi xuống ăn đi. Từ từ chưa. Mới mẹ không ăn đi. Đứng lên xin lỗi đi. Chưa xong. Đứng lên. Mẹ xin lỗi rồi. Đúng rồi. Đứng lên. Mới có mẹ Hà xin lỗi. Còn bố Thành chưa xin lỗi. Cắt tóc quên con. Anh Thành. Anh có biết hình phạt dành cho anh như thế nào không? Long. Đứng lên ngồi xuống 50 lần. Nhiều thế. Đợi. Này không đùa đâu. Mẹ xin lỗi rồi, bố ra làm đi con. Đi ra, bố nhanh ra lên. Đây. Nhanh. Một. Nhanh lên. Ông nhớ nha, ông nhớ đấy nha. Hai. Đây mặt. Đang đùa không? Ông đang đùa hay sao? Nào. Không đùa nhá. Thế nào nhỉ, Long? Làm mẫu đi. Bắt đầu. Một. Một. Không phải như con đi này. Một. Đấy. Đấy. Mở to mắt ra mà nhìn. Con học cái trò này đâu ra đấy? Phải đó chính là chú Danh đẹp trai. Thằng kia cứ đầu têu nhá. Này, Danh em mấy tuổi đấy? Ôi, xấu. Thôi, đừng có đánh chống lảng. Một. Nào, bắt đầu này. Một. Một. Hai. Hai. Thật luôn đấy, bố. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Hay là 30 phát liệt luôn. Tám. Chín. Mười. Công nhận anh nói đúng thiệt. Đúng gì? Nhà mình mà ở là sẽ nghiện ấy.